Neville trách móc Ronaldo sau khi bị ngó lơ. Mối quan hệ giữa Gary Neville và người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo dường như ngày càng xấu đi khi huyền thoại của Man United mới đây đã lên tiếng trách móc siêu sao người Bồ Đào Nha. Trước trận đấu giữa Manchester với West Ham hôm Chủ nhật vừa qua, Ronaldo đã có tên trong danh sách đá chính của đội chủ sân Old Trafford. Trong lúc tiến ra sân Old Trafford, Ronaldo đã chạy đến bắt tay hai khách mời của đài Sky Sports là Luis Saha và Jamie Redknapp. Levy, người đồng đội cũ của Ronaldo tại Man United, cũng đứng ngay đó, song siêu sao Bồ Đào Nha ngó lơ. Trong buổi lên sóng mới đây, khi được một cầu thủ của Man City, Michael Richards hỏi về sự việc trên, huyền thoại của Man United thẳng thắn thừa nhận, Ronaldo hành động giống như thể chúng tôi chưa từng là đồng đội của nhau. Khi được hỏi cảm giác như thế nào khi bị người bạn của mình ngó lơ, Levy nói, nó chỉ cho chúng ta biết điều gì đó, cậu ấy đang xem, cậu ấy đã xem chương trình. Khi được hỏi liệu anh có nghĩ hành động của Ronaldo là hơi nhỏ nhặt hay không, Neville trả lời, tôi nghĩ nếu tôi có 570 triệu người theo dõi trên Instagram, tôi sẽ không bực bội vì Gary Neville. Richard sau đó hỏi thêm, nhưng cậu ấy là đồng đội cũ của anh, và Neville nhanh chóng đáp trả, cô ấy không cư xử như một người đã chơi với tôi. Liên quan đến sự việc Ronaldo không đả động gì tới người đồng đội cũ cuối tuần qua, đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến cho rằng cầu thủ 37 tuổi đang dỗi Neville sau khi bị cựu hậu vệ này chỉ trích mạnh mẽ thời gian qua. Neville gọi hành động từ chối vào sân trong trận gặp Tottenham, đồng thời vùng vàng bỏ về sớm của CR7 là không thể chấp nhận. Ngoài ra, Neville còn khẳng định MU hay hơn khi Ronaldo ngồi ngoài. Neville nói trước trận đấu giữa MU và Chelsea cách đây không lâu, khi xem xét liệu Cristiano Ronaldo có nên được chọn thi đấu hay không, rõ ràng là vấn đề thời điểm này nằm ở chính cậu ấy. Ronaldo không đủ tốt như cậu ấy đã từng để Ten Hag lựa chọn. Man United hay hơn khi không có Ronaldo và Ten Hag biết điều đó. Không chỉ Neville, một cầu thủ khác là Cham Carrancho, người thường xuyên chỉ trích Ronaldo, cũng từng bị siêu sao người Bồ Đào Nha phớt lờ trước cuộc đụng độ giữa Man United với Liverpool. Klopp thú nhận thức trắng đêm vì trận thua Leeds. Liverpool đang trải qua chuỗi trận có kết quả không như ý và người chịu nhiều sức ép nhất đương nhiên là huấn luyện viên Jurgen Klopp. Bàn thua quyết định đến ở phút 89 khiến Liverpool bại trận ngay trên sân nhà trước Leeds vào cuối tuần qua. Đây là trận thua thứ 3 trong 5 trận gần nhất của The Reds tại ngoại hạng Anh, đẩy họ xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Khi được hỏi liệu các kết quả tồi tệ có khiến bản thân thức trắng đêm suy nghĩ, Klopp trả lời hài hước, không, không, tôi 55 tuổi rồi, tôi phải đi vệ sinh vài lần trong đêm nên mới hay thức khuya, nhưng lần này là vì bàn thua ở trận gặp Leeds. Ngoài ra, Klopp khẳng định, phán xét Liverpool bây giờ là quá sớm khi mà đội bóng đang phải chịu quá nhiều thiệt thòi từ nhân sự cùng các nguyên nhân khác dẫn tới kết quả tồi tệ. Tôi nghĩ sự phán xét nên đến sau này, có thể là cuối mùa, Klopp nhắn nhủ. Nếu bạn nói lỗi thuộc về các cầu thủ, huấn luyện viên hay bất cứ điều gì khác, tôi nghĩ không hoàn toàn công bằng 100%. Bạn không thể đánh giá một tập thể khi bạn chưa bao giờ có đủ toàn bộ con người. Chưa bao giờ giải quyết vấn đề là chuyện dễ dàng và nhanh chóng. Lần này cũng như vậy, chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu. Tôi không đọc nhiều nhưng hẳn nhiên những chỉ trích đang nhắm vào tôi. Điều đó cũng ổn thôi, sẽ có người nhìn vào tôi và nói châu ông ta thật mệt mỏi hay những thứ tương tự. Nhưng không phải thế, tôi không thể biện minh như thế. Công việc của tôi không phải lúc nào cũng thuận lợi và có danh hiệu. Nhiệm vụ của tôi là phải ở đây lúc đội bóng khó khăn để cùng nhau vượt qua. Và tôi sẽ làm thế với tất cả những gì mình có, chừng nào còn có thể. Hàng thủ Barca tan hoang sau trận thắng Valencia. Tuy Barcelona giành được chiến thắng nghẹt thở 1-0 trên sân cỏ Valencia, song huấn luyện viên Xavi lại không có được niềm vui trọn vẹn khi hai cầu thủ đối khách phải rời sân giữa chừng vì chấn thương. Trong màn so tài với Valencia tại Mestalla, Barcelona ra sân với cặp trung vệ Eric Garcia và Jules Koundé. Cặp đôi này góp công giúp Barca không thể lọt lưới trước khi tiền đạo tân binh Robert Lewandowski ghi được bàn thắng duy nhất trong thời gian đá bù giờ, nhưng chẳng ai đủ sức chơi đến hết trận. Với Garcia, cựu hậu vệ câu lạc bộ Man City mới đá được đến phút 42 đã phải nhường chỗ cho Marco Alonso, vốn là chuyên gia chạy cánh trái. Thông qua trang web chính thức của câu lạc bộ, ban lãnh đạo Barca đã tiết lộ về tình trạng của Garcia. Garcia buộc phải rời sân vì cảm thấy đau ở đùi trái. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Đến phút 42, tới lượt Koundé nằm vật xuống sân và ra dấu hiệu cần được thay người. Theo Koundé, anh cảm thấy khó chịu ở gân kheo nên không muốn mạo hiểm chơi tiếp. Mặc dù Koundé tuyên bố anh hy vọng vấn đề của mình không quá phức tạp, các cổ động viên vẫn có lý do để lo lắng bởi Barca giờ chỉ còn một trung vệ đích thực khỏe mạnh là Piqué. Đây là cầu thủ đã 35 tuổi và đang không được huấn luyện viên Xavi tin dùng. Bằng chứng là kể từ đầu mùa, Piqué mới đá vỏn vẹn 5 trận ở La Liga.
Thực tế thì phải đến khi Barca mất một lúc cả hai trung vệ đá chính ở trận đấu vừa rồi, Piqué mới được huấn luyện viên Xavi trao cơ hội. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp chữa cháy, chứ không phải thuyền trưởng Barca có kế hoạch sử dụng Piqué ngay từ đầu. Đáng chú ý, chính bản thân Piqué cũng cho thấy anh chẳng kỳ vọng mình có cơ hội xung trận. Chẳng thế mà phải mất một lúc lâu, Piqué mới có thể chám vào khoảng trống do Conde để lại. Không rõ ở những trận đấu tới Piqué có tiếp tục được đá chính hay không, song có một điều dễ thấy là huấn luyện viên Xavi hiện không có nhiều sự lựa chọn cho hàng phòng ngự. Lý do đơn giản là vì hàng loạt chốt chặn của Barca đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, nghiêm trọng nhất là trường hợp của Ronald Acho, trung vệ người Uruguay phải phẫu thuật đầu gối và buộc phải bỏ lỡ World Cup 2022. Ngoài Araujo, Garcia và Conde, trong danh sách các hậu vệ Barca đang cần đến sự chăm sóc của bác sĩ còn có cả Sergi Roberto và Andres Christensi. Đó là hàng thủ, còn trên hàng công tiền đạo Memphis Depay cũng đang bị đau và chưa hẹn ngày trở lại.